Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Câu chuyện Quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay Bắc Cực là một trong số ít những vùng đất trên hành tinh của chúng ta chưa có một quốc gia nào chính thức có sổ đỏ. Năm 1920, Liên Xô cũ, nay là Liên bang Nga, Na Uy, Đan Mạch, Mỹ và Canada đã thỏa thuận toàn bộ đất đai, hải đảo Bắc Cực và vùng Bắc Băng Dương đều thuộc chủ quyền lãnh thổ của năm nước trên. Tất cả các nước này đều có lối ra trực tiếp với biển Bắc Băng Dương. Tuyên bố chủ quyền quốc gia của các nước này có thể dựa vào những luận chứng khác nhau và họ sẵn sàng cho cuộc đấu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Tuy nhiên, trong vài thập niên qua, biến đổi khí hậu đã khiến trái đất ngày càng nóng lên, làm tan băng dần tại Bắc Cực, tạo ra những cơ hội thuận tiện cho cuộc tìm kiếm và khai thác dầu khí. Vì vậy, nhiều quốc gia bắt đầu thay đổi quan điểm cũ, tuyên bố rằng họ có các lợi ích an ninh quốc gia cơ bản và rộng lớn tại khu vực Bắc Cực, sẵn sàng thực thi các biện pháp để bảo vệ các lợi ích chính sách này một cách độc lập. Ở vào thời điểm hiện tại, cuộc chiến tại Bắc Cực đang ngày càng nóng với sự xuất hiện của nhiều nhân tố mới. Đã có đề nghị cho rằng Bắc Cực nên là một vùng không thuộc chủ quyền quốc gia nào mà được quản lý dưới hình thức đa phương, tương tự như Công ước Washington ký năm 1959 đưa ra các quy chế với Nam Cực. Bất cứ quốc gia nào có lợi ích tại Bắc Cực đều muốn hiện diện tại đây, khu vực vốn được đánh giá có trữ lượng tài nguyên thiên nhiên lớn nhất thế giới. Bắc Cực đang chứa trong mình 1/4 nguồn năng lượng chưa được khám phá của thế giới. Cuộc cạnh tranh các nguồn năng lượng đó đang ngày càng quyết liệt. Theo số liệu của Cục Địa chất Mỹ, thì khu vực Bắc Cực ước chứa khoảng 13% trữ lượng dầu mỏ, 30% trữ lượng khí đốt tự nhiên và 20% khí hóa lỏng chưa được khám phá của thế giới. Nói cách khác, ở Bắc Cực có 90 tỷ thùng dầu, hơn 47.000 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên và 44 tỷ thùng khí đốt hóa lỏng. Bắc Cực cũng là một khu vực đánh bắt hải sản chiến lược, ví dụ như Nga. Sản lượng đánh bắt ở Bắc Băng Dương chiếm 1/6 tổng sản lượng hải sản của nước này. Hiện nay do biến đổi khí hậu, diện tích băng bao phủ Bắc Băng Dương ngày càng thu hẹp, Bắc Cực có thể trở thành một khu vực quan trọng đối với thương mại quốc tế do giao thông hàng hải thông suốt quanh năm, nối liền châu Âu, châu Mỹ và châu Á, và đó là đường hàng hải ngắn nhất. Theo dự đoán, một tuyến đường biển lý tưởng về kinh tế sẽ hình thành, bởi nếu đi theo hướng Tây Bắc thì khoảng cách từ London tới Tokyo giảm xuống còn 16.000 km so với 21.000 km khi phải đi ngang qua kênh đảo Suez của Ai Cập hoặc 23.000 km khi đi qua kênh đảo Panama ở Trung Mỹ. Vì vậy, băng tan khiến Bắc Cực có thể trở thành những tuyến đường biển chiến lược rút ngắn ngoạn mục khoảng cách giữa những châu lục vốn xa xôi cách trở. Nhiều ý kiến cho rằng Bắc Cực phải trở thành khu vực hợp tác quốc tế hiệu quả, chứ không phải đối đầu. Khu vực này hiện tại không được xem là một phần lãnh thổ của quốc gia đơn lẻ nào, và thay vào đó, nó được kiểm soát bởi một loạt hiệp định quốc tế phức tạp. Theo Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc, thì mỗi quốc gia có đường ra trực tiếp với biển được quyền tuyên bố lãnh hải của mình tính từ đường cơ sở có chiều rộng 12 hải lý, tương đương 22,22 km. Khu vực tiếp theo là vùng đặc quyền kinh tế có chiều rộng 200 hải lý, tương đương 370,4 km, trong đó bao gồm vùng nước che phủ thêm lục địa, vùng tiếp nối kéo dài của lục địa có cùng cấu trúc địa chất với lục địa. Ngoài ra, nếu chứng minh được phần tiếp nối kéo dài của lục địa có cùng cấu trúc địa chất với lục địa, thì vùng đặc quyền kinh tế còn có thể mở rộng đến 350 hải lý, tức khoảng 650 km. Về mặt pháp lý, các vùng biển của Bắc Cực hiện nay thuộc chủ quyền của 5 quốc gia, gồm Nga, Mỹ, Na Uy, Đan Mạch, Canada. Họ chỉ có quyền khai thác về mặt kinh tế trong khu vực 200 hải lý ngoài khơi nước mình. Không nước nào có quyền tuyên bố sở hữu Bắc Cực, và năm nước trên có thời hạn 10 năm để chứng minh phần diện tích Bắc Cực nằm ngoài phạm vi 200 hải lý của mình. Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng thay đổi khi kho báu lộ diện. Cuộc so kè dữ dội nhất ở Bắc Cực là giữa hai đối thủ sừng sỏ nhất từ xưa đến nay, Nga và Mỹ. Một trong những động thái nóng nhất gần đây trong cuộc chạy đua ở Bắc Cực là việc Nga tuyên bố khôi phục lại 6 căn cứ quân sự từ thời Liên Xô cũ, cùng lúc xây mới hàng loạt căn cứ khác ở khu vực lạnh lẽo này. Nga chưa bao giờ che giấu tham vọng làm bá chủ những vùng đất rộng lớn ở xứ sở gấu trắng. Một trong những biểu tượng chứng minh sức mạnh phô trương của Nga là những chiếc tàu phá băng dũng mãnh. Cùng với đó, với tư cách là hạm đội mạnh nhất của Hải quân Nga, các căn cứ triển khai của hạm đội biển Bắc đều bao quanh Bắc Cực, tổng cộng có hơn 30 tàu ngầm chiến lược, chiến thuật và đặc chủng, cộng với tàu ngầm hạt nhân. Mới đây nhất, Nga đã công bố kế hoạch chi 40 tỷ đô la Mỹ để phát triển kế hoạch Bắc Cực đến năm 2020, thành lập 6 doanh trại quân đội tại Bắc Cực. Hàng loạt cuộc tập trận của Nga ở Bắc Cực đã làm rúng động những khối băng yên ngủ ngàn năm, khiến bất kỳ tay chơi nào muốn xí phần Bắc Cực cũng phải bồn chồn. Riêng đối với Mỹ thì không có chuyện khoanh tay đứng nhìn.
những chiến thuật của Mỹ ở Bắc Cực hoàn toàn khác Nga, không ồn ào, không rầm rộ, nhưng cực kỳ đáng gờm. Trong khi Nga phô trương sức mạnh bằng những con tàu biểu diễn trò trượt băng ngoạn mục, cuộc chơi của Mỹ phát huy tối đa sâu bên dưới những lớp băng dày, âm thầm hơn nhưng cực kỳ đáng gờm bằng những chiếc tàu ngầm có khả năng xé băng mà tiến về phía trước. Hải quân Mỹ liên tục đưa tàu ngầm tấn công tới Bắc Cực, vừa để tập luyện, vừa để nghiên cứu khoa học. Trong những năm gần đây, những chiếc tàu ngầm lớp Seward từ bang Washington cũng được đưa tới bang Alaska, chui xuống eo biển Bering mà âm thầm lên Bắc Cực. Chúng có đầy đủ đồ chơi để trong trường hợp khẩn cấp có thể cắt băng mà trồi lên nhanh chóng. Nga tuyên bố đỉnh núi Lomonosov kết hợp giữa Bắc Cực và Siberia là sự trải dài của lục địa Âu Á. Vì vậy Bắc Cực là một phần của thềm lục địa của Nga, theo như luật quốc tế quy định. Trong khi đó, Mỹ lấy lý do công dân của mình là người đầu tiên đặt chân đến Bắc Cực, vì vậy họ là người sở hữu lục địa băng giá này. Mỹ không thể dừng dưng ngồi nhìn các nước khác chia chác Bắc Cực, và Quốc hội Mỹ cũng đã phê chuẩn ngay một gói ngân sách trị giá 8 tỷ đô la Mỹ nhằm đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động thám hiểm Bắc Cực. Tuy nhiên, biên giới phân định quyền lợi ở Bắc Cực vẫn chưa được xác định rõ ràng, dẫn tới tranh chấp kéo dài giữa các quốc gia. Năm 2015, Nga đã nộp đơn lên Liên Hợp Quốc để mở rộng vùng lãnh thổ Bắc Cực lên hơn 1,2 triệu km2. Vùng mở rộng này đều nằm chồng lấn lên trên các khu vực của Canada và Đan Mạch tuyên bố chủ quyền. Nga liên tục có nhiều động thái tăng cường kiểm soát Bắc Cực khi cho tàu ngầm cắm quốc kỳ xuống đáy biển Bắc Cực để khẳng định chủ quyền. Động thái này đã khiến Canada tức giận, nhảy vào cuộc để chứng minh chủ quyền lãnh thổ của Canada ở Bắc Cực đã có từ lâu và được xây dựng bởi cội nguồn lịch sử, đồng thời tuyên bố sẽ có hành động đáp trả tương xứng. Canada ngay lập tức đã chi 95 triệu đô la Mỹ nhằm xây dựng một hải cảng nước sâu tại Nanisivik gần lối vào phía đông của tuyến đường biển Tây Bắc. Đây sẽ là nơi tiếp nhiên liệu cho các tàu tuần tra quân sự của nước này. Canada còn dự định chi khoảng 3 tỷ đô la nữa để mua ít nhất 6 tàu tuần tra cho vùng Bắc Băng Dương và thêm 4 triệu đô la khác nhằm hiện đại hóa một căn cứ ở vịnh Resolute để huấn luyện các lực lượng quân sự tại Bắc Cực. Trước đó, chương trình cải tổ hạm đội của Canada được phê duyệt ngày 19 tháng 10 năm 2011. Theo chương trình này, sẽ đưa vào biên chế 28 tàu chiến trong 3 thập kỷ tới, với tổng ngân sách 33 tỷ đô la Mỹ. Từ năm 2002, Canada đã tiến hành diễn tập quân sự hàng năm, gồm tất cả các quân binh chủng trên khu vực Bắc Cực. Tại khu vực Risoliot trên đảo Cornwallis, Canada đã xây dựng trung tâm huấn luyện chiến đấu trong điều kiện Bắc Cực. Cho tới nay, ngoài Nga và Mỹ, những quốc gia có biên giới giáp vòng Bắc Cực khác bao gồm Canada, Đan Mạch và Na Uy cũng đã tìm mọi cách chứng tỏ chủ quyền ở các vùng đất tưởng đâu chỉ là đặc khu của loài gấu trắng. Ngoài ra, những quốc gia nằm gần kề khác là Iceland, Thụy Điển và Phần Lan cũng không muốn đứng ngoài cuộc tranh phần tại vùng đất trắng xóa. Cuộc chiến tại Bắc Cực càng trở nên nóng khi nhiều nước tưởng như chẳng liên quan gì đến Bắc Cực cũng nhảy vào. Sau khi Nga cắm lá cờ khẳng định chủ quyền, Pháp đã thành lập một bộ phận đảm trách vấn đề Bắc Cực. Trong khi đó, NATO tuyên bố Bắc Cực là khu vực mang lợi ích chiến lược lâu dài đối với NATO, cũng như nằm trong kế hoạch an ninh của các nước trong liên minh. Bắc Cực giờ đây trở thành yêu sách đòi tự do hóa lưu thông của cả Trung Quốc và Liên minh châu Âu EU. Nhiệt độ không chỉ tăng cao ở những nơi dính dáng tới Bắc Cực về mặt địa lý. Lầu Năm Góc tuyên bố lần đầu tiên trong lịch sử đã phát hiện 5 tàu chiến Trung Quốc lảng vảng ở vùng biển giữa Alaska của Mỹ và Nga. Trung Quốc bắt đầu chính thức nhận mình là quốc gia Bắc Cực và đưa ra chương trình nghiên cứu về Bắc Cực. Trung Quốc đã thuê tàu phá băng Ukraine và triển khai đóng tàu phá băng công suất lớn. Chính phủ Trung Quốc đã mở Viện Nghiên cứu Thượng Hải, trong đó có khoảng 1.000 nhà khoa học, thành lập Trạm Khoa học Hoàng Hà trên đảo Svalbard của Na Uy, tổ chức một cuộc thám hiểm khoa học đến Bắc Cực. Đặc biệt, Trung Quốc đang nỗ lực để có được 300 km2 đảo thuộc lãnh thổ Iceland nhằm xây dựng một tiền trạm trên tuyến đường hàng hải đến châu Âu qua biển Bắc Cực. Năm 2012, có tin Trung Quốc tự xây dựng hạm đội tàu phá băng của mình. Dẫu đó là khu vực biển quốc tế, nhưng sự xuất hiện của Trung Quốc là một tín hiệu đầy hăm dọa cho bất kỳ nước nào đang muốn xí phần ở vùng lãnh thổ lạnh run mà nóng hầm hập này. Nhất là khi trong tương lai các tuyến đường biển ở vùng cực Bắc xuất hiện kết nối trực tiếp châu Á tới châu Âu, và dĩ nhiên các nước lớn ở châu Á như Trung Quốc hay Nhật Bản sẽ dành sự quan tâm đặc biệt tới tuyến đường này. Theo truyền thống, các vấn đề của Bắc Cực đều do các thành viên của Hội đồng Bắc Cực gồm Nga, Đan Mạch, Na Uy, Iceland, Canada, Mỹ, Thụy Điển và Phần Lan thảo luận. Tuy nhiên, hội đồng này lại được mở rộng vào năm 2013 với sự tham gia của 12 nước quan sát viên, trong đó có cả Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Điều này phản ánh một phần nào đó sự quan tâm của các nước không thuộc khu vực này nhưng lại có lợi ích tại đây. Nhiều chuyên gia nhận định, với nguồn tài nguyên khổng lồ của Bắc Cực
và vấn đề tranh chấp lãnh thổ chưa được giải quyết, thì việc xung đột vũ trang nổ ra ở khu vực này là điều hoàn toàn có thể. Việc quốc tế hóa các lợi ích ở Bắc Cực là điều không thể tránh khỏi và sẽ sớm trở thành vấn đề chung của thế giới. Để duy trì hòa bình ở Bắc Cực, các bên liên quan chắc chắn phải cần tới một cơ chế quản lý chung cho các hoạt động kinh tế lẫn quân sự diễn ra tại đây và cần phải có những nỗ lực nghiêm túc hơn để bảo vệ hòa bình ở vùng cực này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Rất mong nhận được sự phản hồi, trao đổi, đóng góp ý kiến từ quý vị. Và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!